lua đi anh ơi. Đá luôn, đá luôn. Đá lua đi thì cứ bắt phạm lỗi thôi. Ấy à. Chân nghèo đấy. Quả hơi dài. Chân nghèo đấy. Đá đến mấy giờ? Đợi đá đến mấy giờ? Đợi đá đến mấy giờ? Ông ơi đặt sân mấy giờ? Đá tam nhanh nhẹ để bước đó. Được việc, sai sai sai. Cái nào, đánh nào, đánh nào. Đánh nào. Đánh nhà đi. Đánh này. Sau rồi.
gốc. Xuân Hiệp. Anh mệt à? Đứng cuối cũng mệt. Thôi tí hết hiệp này ra cả đội này vào là được. Mệt gì cũng mệt chẳng. Hú hồn. Ây ông ơi, xem nào. Ô vào đây mà xem này em ơi. Anh có đứng này như này. Đây là một câu chuyện dài, chúng ta có thời gian ngồi lại với nhau. Ok, anh nhận. Anh nhận kèo. Anh dành từ thứ 2 đến thứ 7 nhá. Thì anh em mình đang làm việc luôn. Chết nó. Mày đã cùng lên là hai chân rồi.
Mình trích kíp. Đá 2 chân liên tục luôn đấy. À. Chuyên nghiệp. Đội U23 đá hơi rời rạc. Đây là đội trưởng nhỉ. Đấy, phải thế chứ. Dâng lên dâng xuống. Sao mẹ đẹp rồi, cứ để đá luôn đẹp anh ơi. Rinho, à không phải, đúng là Rinho. Chắp, tốt. Nhanh thì nữa rồi được. T bọn đang rất chi là đông người. Em ơi, ra đây ngồi trong mát này em ơi. Chú yên lắng. Em là bạn của ai trong đội bóng đấy? Em xin em bao nhiêu? Em xin em bao nhiêu? Em 94 á? 94 là... Tôi lêu. Không, chú anh gọi là tuổi tốt. Đâu anh không nhớ ra. Em đang có cắt cái rồi. Em mới bao lâu? Anh ngồi bắt. Bên kia. Chúng nó phút quả rồi kìa. Chúng nó phút quả đấy kìa. Đội làm gì hả? Đội Bình Mỹ. Đội Bình Mỹ. Anh ơi, sao mình chưa quay lên? Em quay rồi. Em đang còn hai máy quay kìa. Em còn ở đây quay kìa. Đội một quả đấy á? Một quả thôi. Càng ăn cũng được. Rồi. Rồi. Cái quả đấy kìa. Đội Bình Mỹ. Đội Bình Mỹ. Anh ơi, em quay rồi. Em đang còn 2 máy quay kìa, em còn ở đây em quay. Cái quả đấy. Càng ăn. Rồi. Vào chưa?